Chào các bạn, ngày mình đi câu được một mớ cá, ngay là cá rô biển ấy. Cá đẹp biển và cá bóng biển này. Đi một ngày chủ nhật ấy. Cá rất là to và đẹp. Ngay cá này là ngon lắm. Rồi đây là thêm ốc biển. Ốc này là nó sống đã. Ở bên đây mình sẽ làm món cá rô và ốc đã xào.